Hi, xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từ già tới trẻ, những ai mà cần về biết hoặc là biết một chút về cảm xúc ít thì cơ bản mình sẽ giới thiệu cho các bạn và hướng dẫn các bạn soạn thảo một cái văn bản đơn giản cũng như gây báo cáo thống kê cho tổ chức cũng như cá nhân để nó thuận tiện theo quá trình làm việc của mình. Ok, thì Office hiện tại thì nó rất nhiều phiên bản. Như ở đây của mình thì có bản của Office Word, Excel của 2003 và của 2010. Đó, bản 2003 thì nó là chấm doc, còn bản 2010 thì nó là chấm doc X. Excel là nó là 2010 là XNSX, còn 2013 là XNS. Ok, thì trước khi phải làm thì các bạn phải tải cái bộ có tiếng Việt Unity ở đây. Và quá trình soạn thảo thì các bạn chú ý là nếu mà để cái E này thì nó là chỉ có hình thôi, tiếng Việt nó không có dấu. Thì khi bạn có tiếng Việt thì cái chân chữ V nó có dấu. Ok, thì bạn cũng nên tìm hiểu một chút, nhưng mà mình sẽ nói luôn. Ở trên cái bàn phím máy tính thì nhấn hai chữ A thì nó lại ra chữ ớ, nhấn F là dấu huyền, R là dấu hỏi, W là dấu ư, S là dấu sắc, D là dấu nặng. Đó, còn chữ giám đốc là dánh chữ in hoa, chữ ship là chữ in hoa một chữ thôi, một ký tự thôi. Ok, sơ sơ vậy thôi. Rồi hai chữ O thì là ra chữ O. Hai chữ E thì ra chữ E. Được. Bạn muốn đánh chữ ơ ơ thì các bạn đánh nhấn chữ O, nhấn chữ O, nhấn chữ O và nhấn chữ V kép ra chữ ơ. Rồi nếu mà chữ ơ thì muốn chi ở chỗ này. Hai chữ E thì là E này. Ok chưa? Hai chữ A là ớ này, còn chữ A chữ V kép là dấu á, sắc là dấu S này, F là dấu huyền này, D là dấu nặng này. Ok, cái này tìm hiểu đơn giản dễ thôi. Và thì mình sẽ đi vào giới thiệu với bạn là Office nha, Office trước. Thì để soạn thảo một cái văn bản thì kích thước nè, cái thứ nó cũng quy định tiêu chuẩn, cái thứ cái chữ thì là 14 mình chữ tiêu đề cộng hòa cái thứ rồi là nội dung là ghi là chữ báo cáo gì gì đó thì nó là chữ 13. Các bạn thì xếp cái bảng này cho mình, bên này có thể là trường học cơ sở. Bên này bên dưới này thì có thể đánh là nớt bao nhiêu. Mình cho kéo chữ gạch đây mình đánh vui nhanh đơn giản, số này quy định không kèm đâu, hoặc là giữa này, bên đây là giữa 13 B này, đọc giữa này nhé. À, những cái ô này khi các bạn trước khi in các bạn tắt nó đi. À, không biết còn cái đường này này nhé, và mình tắt thì các bạn tích vào đây rồi chọn chọn thì không có gì
Đó, và đi nhé. Tắt rồi. Đây là béo, chữ béo thì to đậm. Đây là bao nhiêu? 12. Còn lên 13. Không thì các bạn sẽ thấy không ạ? Nếu mà nó nhỏ quá thì tăng lên chút. Nhấn nhấn cân trên xe để tiến hoặc ngoặc. Trên chữ Enter. Kết hợp cùng một lúc mình sẽ bấm vào tiến bên kia ngược lại. Phần này chỉ được 14 nhé. Quan một tổ chức cá nhân gì đó đúng không? Thì là cơ quan này. Mời học xong cái nội dung xong thì đây là trên này cái địa điểm này. Đây có thể ghi là tìm khách là
viên. Là chỗ nhận lớp thì gì đó. Giáo viên. Tại vì chúng ta đặt thị trường. Vậy xong một cái bản cần phải văn bản nhé. Khi nếu các bạn có thể mua cái máy in tại nhà, những cái máy in là rẻ lắm, có là cần đông thì nó bè. Đó, thì các bạn xong rồi đi kèm theo đĩa hoặc cái bản tải đại cơ trên mạng thì các bạn vào bảo vệ free. Khi clean thì các bạn có review thì nó còn lỗi lỗi gì không, có gì bạn tắt đi chưa, bạn chỉnh lại thì mình clean clean gì vào bạn clean để con chân tê bạn chọn trở lại nhé. Thì gì các bạn mua gì các bạn cài lên thì nhận được chọn. Ở đây thì nếu mình nhiều trang thì tất cả các bạn thì các bạn chọn ôn, còn nếu các bạn từng trang một các bạn chọn ở đây thì được quay và in. Còn đến đây là những bạn sao chép ra các bạn in 10 bản in cho nộp cho 20 phụ huynh thì bạn nhập 20 đấy. Còn các bạn in theo số trang thì bạn nhập số trang 7, 2, 5 in theo trang bất kỳ. Ok thì bạn nhấn ok. Tiếp theo là như vậy xong nhé. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về cái hàng cột bảng nhé. Thống kê này, báo cáo của chúng mình. Đây là hình chất thầy bột. Đây mình hay cái 2.3, 2.10 như vậy. Đây nhé, cột. Cột là cột đây nhé. Hàng hàng đây này. Cột và hàng luôn. Hai hàng này, 5 cột. Được chưa? Bạn đến đâu thì bạn nhấn tab, tích vào đây nhấn tab thì nó tự ra một cái hàng mới. Họ bảo tên sau đó nếu mà chưa đảm bảo các bạn phân chỉnh tiếp con chân B con vào giữa tự một họ bảo tên 1, 2, thì tự vậy rồi. 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 Rồi.
Dân đi. Điểm. Năm đi. Điểm. Điểm số thì cái gì đó. Rồi giữa. Để bên ngoài đẹp. Xong nếu những phần thừa bạn nhập hết rồi, phần thừa bạn kéo chuột bỏ đen xeo. Thì tân trình vào kéo vào tức này tân trình đây thì cái đấy. Về hàng ngô như vậy thôi, thì các bạn muốn là chỉnh cho viền để cho nó đậm hơn, tạo cho viền đẹp thì các bạn đã đâu đã tính cùng chân rồi ở đây gia đình các bạn thì nó chọn ở đây nhé, các bạn kiểu của nó là cái gì gì được cái nét này to nhé luôn lại thì phần này gọi là như được chưa bạn làm cũng được thì các bạn nên làm lại đơn giản lắm. Ok đó thì bên trong này nó liền nó gạch chân rồi nhìn nó có vẻ đẹp hơn chưa các bạn xong rồi còn bạn về office thì rất đơn giản cho bạn có như vậy thôi. Rồi sang phần xem nhé. À, nếu bạn đến phần new, new thì các bạn có thể new ở đâu? Bạn new ra desktop mà hình như thì ra ra từ đây cái thằng này new để tìm nhanh tối nên các bạn chọn dòng chữ ổn vào đấy luôn computer data như new và word đó rồi được word à để word à Word tức là những tất cả cái gì nó sẽ đều Word. Bạn gõ xong bạn nhấn save. Nếu như các bạn đặt mật khẩu cho cái bản của bạn bí mật, bạn không muốn ai phát hiện, bạn vào tool security option này. Bạn đặt mật khẩu ở đây. Mật khẩu của bạn nhập các bạn nhớ ấy. Sau mở lại hiện mật khẩu nhập sửa không đi lấy được. Nhập mật khẩu đây, nhập mật khẩu lại của bên trên, ok, nhấn save, ok, nhấn save thôi, là save new, new các bạn cứ hướng dẫn về vị trí new, rồi xong. Và còn cái nữa mình sẽ giới thiệu thêm đó là chèn hình nhé, chèn hình hoặc là trên ký tự chèn ký tự các bạn ví dụ các bạn chèn cái ký tự insert này symbol này đó, các bạn chọn cái loại kiểu ký tự gì các bạn chọn thì chèn nào nhé. Và đây ví dụ cái dấu này insert còn hình thì các bạn vào insert đến picture các bạn chọn từ bất kỳ cái hình ở chỗ nào đó là một cách nhé. Đấy, cách thứ hai thì các bạn đâu nhỉ
Bạn kéo hình nào, kéo hình này. Đó. Khi đó hình đã vào thì chúng ta muốn chỉnh thay đổi gì, có thể cho chữ nó nằm ở vùng quanh hình này, cái thứ đều ok hết. Cái này thì nó cũng đơn giản này, nếu mà to quá thì bạn chỉnh nhỏ lại. Đấy, muốn cho chữ nó hiển thị vùng quanh cái hình thì nhấn vào đây, trên dưới hình ở đây nhé, đây này, ở trên và ở dưới đáy hình, tức là cái phía bên trên này và bên dưới này là chữ nhé. Đó, vậy ok nhé. Ra phần định seo, định seo thì định seo đơn giản, ví dụ nó cũng là một thứ tự định seo thì nó thiên về tính toán nó nhanh hơn, chọn đặt 1, 2 này nhé, kéo đến bao nhiêu kéo nó cho vào giữa luôn, điểm A này tính gì gì thôi, số tiền đi trong doanh nghiệp có thứ cơ quan cần thì đôi khi người ta cần tiền, người ta ứng các bạn ghi chú ở đây ví dụ ứng 1 triệu trước đi được hoặc bạn trừ đi nhé, còn nhận ký tên chẳng hạn, chưa ký tên vào phần ghi chú này, chúng ta lấy cái số dựa 53, còn đây là 4,7, còn đây là 1,4. Nên cơ bản là này này thì ta để một giá trị thôi, đưa theo mặt bằng chữ chung trừ cái này, hôm nay trừ cái này, hôm nay trừ gì thì trừ 500, hôm nay thì 200, quay ông đi đóng cửa còn nhận nhé, còn nhận bật bằng này. Một hai năm mươi nhận 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 nhận
5.625.000. Chúng ta tích lên kéo xuống. Nó nhập, cái này nó chưa nhập cái công thức trong quá trình nhập đây. Ta lâu lâu mình không tính, chúng ta cứ tính nhận được hết bạn đây, insert hàng nó tích ở đây, insert cổ chúng ta dễ nghe được phải thôi. Sau khi đó thì chúng ta kẻ cái bảng. Kể là ví dụ như vào format Excel order cái dạng nét 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 được tích ở đây vô bên ngoài đậm nhé, bên trong nó gạch nét. Ok, giới hạn là preview đó, và nhìn nhận cái này thì có ghi là tên gì đó ở đây, in thì các bạn cũng như thế kia đó. Ok, in và new cũng như là word thôi, phải nhập tên là new một phần PowerPoint thì mình sẽ giới thiệu các bạn, hoặc là các bạn yêu cầu thì mình sẽ giới thiệu ở một cái phần khác. Thì PowerPoint là thực sự là nhiều ít dùng, bây giờ người ta toàn làm video
video nó thuận tiện hơn nhiều, video nó xử lý nhanh, vào coi mong mong video nó nhiều kỹ xảo, nó đẹp. Ok, mong mọi người xem clip thì thấy hay thì đánh giá, nhấn like, chia sẻ video để mọi người cùng học tập và làm việc. Ok, xin chào các bạn nhé.